Khu nhà này rộng 1.065 m² trên biển đỏ. Ở vùng quê ấy thì mọi người trên biển đỏ được phép xây dựng 350 m². Nhưng mà quê là cái quy định thấy mình xây cổng đến xây như thế nào được. Đây là nhà nghỉ 2 tầng có 7 phòng rồi. Nhà đã đầu tư rất nhiều thời gian, 5 năm. Đầy đủ tất cả các phòng trên này, các phòng ngủ trên này. Trên này có 7 phòng ngủ. Đây là cái nhà sàn, trước mặt nhà sàn của tôi là cái vườn. Ông không làm được việc đầu tư ở đây gần 10 triệu cũng hỏng hết không. Đây là vườn bếp, đây là nhà sàn. Nhà sàn này là bằng gỗ rất tốt, rộng 120 m². Trước đây mua nó đã có nhà sàn rất là rộng rãi. Đây là cái chỗ để làm sân khấu biểu diễn âm nhạc, ít nền quá thì bỏ không. Kia xem đây, kia hai nhà nó tôn xanh này của mình trên đất này. Đây là mái tôn xanh của nhà mình, đến hết bờ tường nào. Rồi con vớt ra đi, cháu lên. Đây dưới là sàn. Đây là sàn. Đây có cái quầy bar cũ của nhà chủ cũ. Đây là sàn, đây có một phòng ngủ. Đây là xung quanh. Đây là tầng 1 của nhà sàn. Đây tầng 1 của nhà sàn. Nhà sàn như thế nào? Nhà sàn như thế nào? Mali. Như có một cái sông. Đây có cái lọc vừng. Đây toàn cảnh. Nhà tổng nó rộng 1.600 m². Toàn bộ sân vườn.